Vâng, đây là của anh Phan Nong nhá. Phan Nong ở ấp 1A huyện Bình Chánh này. Đấy, vâng. Anh đã có 1 triệu rồi nhá. Và em còn rất nhiều đơn hàng chưa đóng được, hôm nay cũng đông khách quá. Em sẽ tranh thủ để đóng dần để chuyển đi nhá. Vâng, em sẽ thử từng vé một nhá. Đây. Này, bà Năng đây. Không gian. Ok nhá. Em thử âm bát nhá. Đấy, âm bát này. Đấy, bát đánh không rè nhá. Quý vị đánh khỏe quá, đối với âm ly, quý vị đánh khỏe quá nó sẽ lòi côn ra nhá. Đó, sao đánh bục bục cho nên là phải xem công suất của nó. Đấy. Em cho âm tép nhá. Em đẩy âm tép vào loa nhá. Đấy. Đấy, tép lên này. Đưa tép vào này. Ok nhá, em chuyển sang loa bên này nhá. Loa bên này đây. Đấy. Và trong tương lai chỉ là gió trời. Em cho tiếng bát nhá, đẩy tiếng bát lên nhá. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vòng nẻo về. Ngược dòng thời gian đưa hồn đi. Ok nhá, em đẩy âm tép lên nhá. Lúc môi không còn. Ok nhá. Đối với dòng loa hai đường tiếng này thử rất dễ. Vâng, ba tép nhìn nghe phát được biết ngay nhá. Đấy. Ok nhá. Vâng. Nghe hơi. Em cho chạy cả hai loa nhá. Chỉ e trời mưa. Tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ. Đấy, loa đây ạ. Kiếp mình là bên tiếng đoạn tàu trong đêm. Bên ok nhá, để em cho đóng hàng nhá. Vâng. Mọi người ai cần loa này nữa thì alo cho em nhá. Số điện thoại em là 0966594581 nhá. Hoặc quý vị nào cần đấy thì có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng em theo địa chỉ số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để xem và mua hàng, chính là cái đường vào của bến xe khách Mỹ Đình đấy. Vâng, em xin cảm ơn.